Xin chào các bạn, lại là chuyên mục giới thiệu đàn. Hôm nay Hoàng có cái cây NU1 màu đen bóng rất là đẹp. Đó, rất là đẹp ha. Cái cây này là cái cây đã qua sử dụng. Nếu mà mua mới tầm khoảng 160 triệu. Còn phiên bản mà NU1X hiện thời bán trên thị trường mà bán mới tinh nha, đập thùng nha, thì chắc có 180 triệu các bạn. Đó, tùy vào tỷ giá. Mỗi khi nó lên nó xuống, nhưng mà khoanh vùng thì nó 160 đến 180, khi đã qua sử dụng bán nó tầm 45 cho đến 50 triệu, tùy, vẫn nói là tùy vào cái thời điểm mà cái giá nhập nó bao nhiêu nha. Và Hoàng ví dụ nó là nếu mà 160 đi mà 40 triệu đi thì nó chỉ là 25, không? Chỉ là 25% giá so với khi người ta mua mới thôi. Đó, như vậy mà mình không mua nữa thì còn mua cái gì nữa các bạn. Đây, bây giờ mình cho các bạn coi trực tiếp luôn. Đây, đây là cây NU1 ha. Cây NU1 cái bàn phím của nó là gỗ. Đó, hoàn toàn là bằng gỗ nha các bạn. Cái clip review của cái đàn này Hoàng đã mở cái nắp để cho các bạn xem cái phần bên trong rồi. Đó, các bạn xem đây rõ ràng là một cái khúc gỗ luôn. Rồi, sơn đàn cho các bạn nghe nha. Đó, bạn sơn khá là cao. Các bạn xem này, tỷ lệ ngồi của cái bạn này là 1m85 nha. Đó, nên mình hình dung chắc là mình không có cao bằng như bạn này đâu, nên là mình ngồi thấp thấp hơn tí. Đó, cây đàn này tính ra cũng khá là to và nặng đấy. Cây này màu đen bóng đẹp quá ha. Cái nắp của nó các bạn, nó thiết kế y như cái cây upright, là cái cây gỗ đứng á. Em đóng nắp xuống như mày, rồi thả xuống coi nó có số phone nè. Đó không, nó số phone là nó tự đóng xuống một cách nhẹ nhàng, không có bị kẹp tay. Nếu mà có em nhỏ đó thì mình đỡ, mình không có lo. Cái phần trên này là loa này các bạn, phần trên này là phần loa này, phần dưới cũng là loa này các bạn. Đó, nên màu đen thùi lùi nên là mình không có thấy được cái loa rõ ràng đâu. Rồi sơn mở nắp lên đi. Đó, thấy chưa, mở nắp lên, gạt cái đó xuống, rồi gạt thêm cái phần để sách. Đó. Ở bên này thì có một cái nút to nhỏ, xin lỗi, nút power là nút on off. Còn bên này này là mình có thể chỉnh, hiệu chỉnh ở cái phần chỗ này ha. Là bên dưới này thì có cái phần volume âm lượng ở đây tối quá không biết thấy không. Rồi bây giờ là có cái phần USB này, có phần phone này. Đó, những cái phần này là phụ thôi các bạn, phụ thôi. Rồi quay trở lại, cái đàn này thiết kế rất đẹp, màu đen bóng. So với cái giá tiền mà mình mua cũ với cái đàn mà mình mua mới tinh á, thì nó chỉ chiếm 25 đến 30% cái giá thôi. Và cái cây này á, là Hoàng đã bán được cũng khá nhiều rồi, và ai mua cây này cũng đều rất là happy, và người bán như Hoàng cũng rất là happy, bởi vì bán được cho những khách hàng của mình những cái cây đàn chất lượng tốt, đẹp, hay. Ai cũng mừng hết, win win ha. Rồi, cảm ơn các bạn. Xin chào các bạn.